cơ sở rất tốt, rất là cảm ơn quý vị đó mọi người. Xin chào. Thưa quý vị đồng bào, đồng bào Việt Nam yêu tự do của chúng ta, xin đại diện cho cộng đồng Việt Nam cộng sản tại Hà Nội xin lời chào đến tất cả quý vị, và chúng tôi rất hân hạnh được có mặt ngày hôm nay, để cùng với quý vị đưa cánh tay đến chúng ta nói lên cho bốn năm của Việt Nam yêu tự do. Đó là ngày quốc khánh 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 trước đây 36 năm, chúng ta đã chứng kiến mảnh đất tự do của Việt Nam cuối cùng bị rút tròn bởi ba quyền cộng sản xưa, để sau đó Việt Nam biến thành một nhà tù khổng lồ, các trại giam, trại cao để nhốt tù nhân, các tù nhân tổ chức chế độ cũ. Và chúng ta phải chứng kiến sự ra đi của hàng triệu đồng bào yêu nước tự do, bỏ quê hương, bỏ nhà cửa vì hai chữ tự do. Rất biết bao nhiêu người bỏ mình trên biển cả trong điều kiện, nhưng mà chúng ta không phải gặp mặt ngày hôm nay chỉ để đau thương, chỉ để vì hận thù của những ngày 36 năm trước. Tôi nghĩ rằng chúng ta có mặt ngày hôm nay bởi vì chúng ta cảm thấy rằng im lặng, đồng đoán và tội ác. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải có một phần nói lên tiếng nói cho những gần trên 380 triệu người Việt Nam đã bị cầm quyền cộng sản bỏ mồm bỏ biển tại quê hương. Chúng ta thấy một phần phải cho thế giới thấy được rằng sau 36 năm cộng sản chiếm Việt Nam, Việt Nam vẫn là một quái thai của chế độ. Đất nước Việt Nam vẫn lầm than, tự do không có, nhân quyền không có, dân chủ không có, kinh tế suy sụp 36 năm làm được cái gì? Chính vì những điều đó, tôi nghĩ rằng chúng ta mỗi người một cánh tay sau 36 năm không mỏi mòn, lúc nào cũng nói lên tiếng nói tự do, nói dù người dân trong nước, nói dù những người còn bị chế độ bỏ mồm bỏ miệng. Tôi nghĩ rằng chúng ta ngày hôm nay phải lên tiếng cùng với các phong trào đấu tranh dân chủ trên thế giới, phải lợi dụng tình hình quốc tế để nói lên tiếng nói đòi hỏi chế độ cộng sản Việt Nam phải cởi mở chính trị cho đa nguyên đa đảng, phải chấp nhận nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, phải trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ và các tù nhân lương tâm. Chúng ta phải quyết chống đối việc bắt bớ các nhà đấu tranh, việc đàn áp các giáo dân Phật tử, việc đàn áp các sinh viên, các người dân trong nước đã vì tình yêu đất nước đứng lên chống lại Đảng Cộng sản. Việc mà họ đã dâng đất nước cho Trung Cộng, bán nước, tất cả những tiếng nói đó đang bị đàn áp ở Việt Nam. Chúng ta đứng đằng sau, chúng ta lúc nào cũng phải có bổn phận hỗ trợ, lúc nào cũng hâm nóng bầu không khí đấu tranh. Xin quý vị cùng tôi hô co các hội sau đây: Đa đạo Cộng sản Việt Nam, tự do cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam, dân chủ cho Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cái ai là những người công giáo cùng với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa kinh hòa bình để đánh dập lũ cộng sản tham ô bạo tàn này, và những ai là các tôn giáo bạn hãy cùng một lòng hợp ý với chúng tôi cùng dâng lên Thượng Đế. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Hãy
chân đi vào chốn đôi lòng. Mẹ con đem tin kính vào nơi uy an, chiếu trông cây vào nơi thật lòng. Mẹ con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn mù sầu. Tiếp theo đây,